Vâng, chào mừng tất cả anh em Cái Bác Sĩ của 1.0, 2.0 cùng toàn thể các anh em đang xem cái video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại ngay sau đây với phần 2 cái trận đấu vua, diễn biến trận đấu vua giữa Cái Bác Sài Gòn 2.0. Không phải là diễn biến mà phần 2 tổng hợp những trận highlight giữa Cái Bác Sài Gòn 2.0 và Clan Hưng Yên N1. Chúng ta sẽ đi vào luôn cái trận đấu 3 sao tiếp theo nha. Nhà số 14 Raymond đánh với Super Queen Bowler Wit kèm theo một con PK. Cái base này là một trong những cái base gọi là anti 2 sao, đơn giản là vì thao hồn nó đặt ở giữa, nó chống ăn được cái thao hồn thì gọi là anti 2 sao. Raymond đang dùng cái chiến thuật đấy chính là Super Queen Bowler Wit kèm, lần này chỉ có một con PK, không biết là nhà clan anh ta có xin bằng một con PK nữa không, tạo nên một cặp PK hay là chỉ dùng một con PK để chơi hay không. Queen vẫn đang đi từ hướng 6 giờ đục vào, ăn chắc chắn một điều sẽ ăn được con Queen của đội bạn rồi. Dùng một con Wizard để cắt cái nhà Army phía bên ngoài. Healer đang bị thổi bởi một cây quạt gió, cẩn thận không là chết Queen đấy nha. Đã phải bật skill của Queen lên rồi. Lính clan đã xuất hiện. Sau khi bật lính skill của Queen thì lính clan đã xuất hiện. Cây quạt gió vẫn đang thổi những cái con Healer cực kỳ nhiệt tình. Nếu như không phải là một người dẫn Queen kinh nghiệm hoặc là một người mà có cái kiểu dẫn Queen, không phải là một người dẫn Queen nhiều năm ấy, thì chắc chắn là rằng chỗ này cách cái xử lý chỗ này kiểu gì cũng để chết con Queen. Ai không có kinh nghiệm dẫn Queen cái khúc chỗ này chắc chắn là sẽ để chết Queen. Nhưng ở đây Raymond tỏ ra là một trong những người xanh sỏi về dẫn Queen khi anh ta vẫn đang còn sống sót con Queen. Hai bình spell nhảy, một bình bên ngoài, phía bên ngoài này hình như có vẻ như là hơi phí nhỉ. Theo tôi thì bên ngoài này chỉ cần dùng ba con bom là có thể để đục được cái lớp tường này rồi, và hoàn toàn có thể nhảy vào trong, dùng một bình spell để vào bên phía bên trong này. Nhưng ở đây Raymond quyết định rằng không dùng đến bom mà dùng tới một bình spell nhảy để đi vào trong luôn. Và dùng, chỉ cần dùng một bình spell nhảy để vào trong thì cũng ok. Đơn giản là vì cái base này nó sẽ tạo nên một vòng, nó không có lớp tường này, không có quá nhiều lớp tường phía bên ngoài. Bên trong này thì thành thử ra đàn bowler nó sẽ cứ đi vòng tròn. Đây cũng có thể gọi là một trong những cái dạng mà ring bay nó đi tròn một vòng tròn đấy. Queen thì tự nhiên là đi đục tường vào trong này để làm gì nhỉ? Tại sao mày không đi cùng với đàn bowler, nó sẽ tạo nên một sức mạnh khủng khiếp hơn. Nhưng nó đi vào trong thì nó đã ăn được cái mỏ dream. Bây giờ thì còn có mỗi một cây Mota, một cái con Warden của đội bạn thì ăn thua gì. Đấy, nhanh một chút, phần còn lại chỉ là đi dọn ra. Quá đơn giản cho Raymond với cái combo Super Queen Bowler Wit. Hồi nãy mà dẫn Queen vô trong này để tèo Queen thì coi như trận đấu này là thảm bại. Nhưng con Queen không chết thì nó tạo nên một cú hích lịch sử. Một trận Super Queen, không phải, cái này là Super Giant Bowler Hawk Rider, không phải Super Queen. Hai con Baby để cắt một góc. Hai con Baby chỉ dùng đi cắt một góc. Bây giờ là thả đàn Giant ra, tiếp tục là ba con Healer để đi bơm máu cho đàn Giant, để đảm bảo tốt rằng đàn Bowler cũng như King Queen nó không đi lạc ra ngoài. Thì anh ta đã quyết định dùng một cái con Wizard để cắt cái góc phía trên. Hợp lý, quá hợp lý. Đàn Bowler chỉ có một con đi lạc ra ngoài, phần còn lại thì King Queen Bowler kèm theo Giant nó đã tập trung hết vào trong. Queen đi ra ngoài luôn các bạn, xin lỗi các bạn, là Queen nó đi ra ngoài, lệch ra ngoài luôn. Cắt góc cũng chưa tới làm cho Queen nó cũng đi ra ngoài. Nhưng không sao và không sao hết khi phía bên trong là một con King kèm theo đàn Bowler, đàn Giant cộng với một con Warden gồng lên bất tử nữa thì nó tạo nên một sự khác biệt cũng rất kinh khủng. Bây giờ là thành Super Warden rồi. Super Warden.
đàn Hawk Rider đang được sự bất tử của con Warden đi kèm theo 3 bình spell máu thì tha hồ để cho đàn những đàn Hawk Rider nó quẩy quẩy vanh nóc cắt góc, không phải cắt góc mà là dọn rác phía bên ngoài là những cái con Goblin. Goblin là một trong những cái thứ mà đi dọn dẹp tài nguyên kinh khủng nhất, tốc độ của nó gọi là cứ phải gọi như tốc độ bàn thờ. Anh em phải để ý rằng nó giống như kiểu tốc độ bàn thờ để dọn rác, để dọn tài nguyên, dọn tài nguyên mà dùng Goblin thì nó giống như kiểu mà trên đường cao tốc ông chạy chạy Ducati 1199 chẳng hạn đấy, hoặc là Ninja H2 gì đấy, cỡ như vậy, tốc độ phải cỡ như vậy. Trên cao tốc thì tầm cỡ mà cho Ninja H2 chạy thì có khi là phải lên đến 300, 200 đến 300 km/h nhỉ. Ninja H2 có một cái video mà tôi thấy hình như anh ta chạy với cái vận tốc 400 km/h, đạt được vận tốc Ninja H2 400 km/h, thật khủng khiếp. Rồi chúng ta sẽ đi với trận đấu tiếp theo. Siêu nhân, siêu nhân thì cũng chết. Siêu nhân cũng chết với Mr. Un. Mr. Un đang đánh với cái combo đấy chính là Giant Bowler Wish kẹp theo, không kẹp theo cái gì cả mà chỉ là Giant Bowler Wish thôi. Vâng, cái combo này đang cũng được rất nhiều các anh em mà cộng đồng Last Plan thực hiện. Cứ giải Giant nó đi một vòng như thế này, một vòng cánh cung như thế này để đỡ đam. Tiếp theo nữa là thả những cái con Wish Bowler cắt hai cái góc bên này, góc ở hướng ở giữa sẽ là cái đàn tập, cái chỗ để tập trung cái đàn Wish cũng như là đàn Bowler King Queen Golden nó sẽ đi vào giữa. Hồi xưa thì chúng ta sẽ sử dụng với lại Golem đi kẹp theo Golem, nhưng mà bây giờ thì Inferno hình như Inferno gần như là họ để Inferno single một tia, nên là Golem không còn quá có quá nhiều tác dụng nữa. Thay vào đó thì chúng ta nên dùng bằng những cái con Giant, nó sẽ đỡ đam tốt hơn Golem. Nếu Inferno để một tia thì các bạn cần nhớ Inferno để một tia thì chúng ta nên dùng Giant thay cho Golem. Còn để nhiều tia thì hoàn toàn có thể kết hợp cả hai loại được, có thể dùng cả Golem cả Giant cũng được. Hai loại các bạn, nếu Inferno nhiều tia thì các bạn dùng cái loại nặng được. Còn nếu Inferno một tia thì lời khuyên của tôi là nên dùng Giant thay Golem. Tôi cánh quá khỏe với ba con Wish. Lại đi kèm theo nữa đấy chính là một con Queen cộng với một con Warden. Queen thì vẫn chưa bật skill các bạn ạ. Nhanh nhanh một chút. Đã phải bật skill của Queen lên rồi. Nhưng mà còn quá nhiều Wish, ba con Wish để không có kế hoạch như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Quá nhiều những cái con sương chạy phía bên ngoài. Một cây Wizard thì lại không ăn thua. Kèm theo đó là một cây Canon thì bắn một tốc độ một cây thì quá chậm. Siêu nhân này không biết là siêu nhân đỏ, đen, vàng, trắng gì đó. Siêu nhân gao. Vâng, vẫn là Huyến với nhà số 19. Lại là một trong những cái combo mà gọi là xôi thịt. Đấy, vẫn là cái combo xôi thịt. Bowler Wish đi kèm theo là hai con Healer. Combo này quá dễ đánh, nhưng điều khiển được những cái con Wish, những cái con Bowler này nó lại vô cùng khó các bạn. Không hề đơn giản tí nào đâu. Thực hiện cái combo này thì đánh 10 lần phải đến 9 lần nó đi khác nhau. 9 lần nó khác nhau chứ không có lần nào giống lần nào cả. Tôi là một trong những người mà cực ghét đánh cái combo này. Combo này tôi đánh không được, thành thử ra tôi cực kỳ ghét cái combo này, điều khiển nó quá khó. Những cái con Wish, những cái con Bowler đi điều khiển nó chạy tứ lung tung không biết được nào một lần hết, thành thử cho tôi cực kỳ tôi ghét cái combo này. Nhưng mà để đánh được 3 sao thì combo nào cũng là một trong những cái combo đẹp. Nói vuông nó thế luôn.
cứ đánh được 3 sao thì nó là đẹp. Quan trọng là mỗi người sẽ có một cái sở thích, một cái loại lính đánh riêng của mình. Có người sẽ giỏi combo Super Queen Bowler Witch, có người giỏi Super Queen Hawk Rider, Super Queen La Lun, có người lại giỏi La Lun. Hoặc là có người giỏi tất cả những loại lính như vậy. Thường thì những hitter họ sẽ đánh được tất cả những loại lính như thế. Chỉ là phần đi dọn rác không có gì quá khó đối với lại Mr. Nguyễn. Rác cũng không phải đâu. Còn những cái cây defense đấy nhưng mà nó quá mỏng để có thể tiêu diệt được đàn Bowler Witch. Rồi, nhà cuối cùng trong cái series phần 2 này chính là nhà số 20, một cái base cũng gọi là anti 3 sao nhưng mà defense hơi yếu. Những cái cây E chưa max level, những cái cây ạc chưa. Cái base này là một trong những cái bay trùng. Nếu như anh em nào xem cái phần series phần 1, những trận đấu 3 sao giữa cái bay Sài Gòn 2.0 và Hưng Yên No 1 thì chắc chắn sẽ nhận thấy đây chính là một trong những cái bay giống với cái bay. Hình như tôi nhớ không nhầm là nhà số 5, số 6 gì đấy đã bị clear 3 sao bởi combo Super Queen Miner, cũng chính là Linh Hoàng Sa thực hiện với cái arc mà lê ra đấy. Đấy, nếu tôi nói nhớ không lầm, hồi nãy tôi làm rồi nhưng mà tôi lại cũng không để ý cho lắm. Bây giờ là một cái base giống y hệt luôn. Xin thưa với các bạn rằng nếu như ở trong cái World Elite, trong World Elite không bao giờ được để cái base trùng nhau hoặc là tương tự gần gần giống nhau. Đây là một trong những cái base giống như với cái base đã bị clear phía bên trên, thành thử ra là nó dễ bị 3 sao là như vậy. Anh em nên nhớ một lần nữa, lưu ý lại cho giúp tôi một lần nữa, đấy chính là không bao giờ được để base nó giống nhau, nó trùng nhau. Nếu mà đã chết là chết một cặp luôn. Xin nhắc lại là ở trên World Elite nhé, World Elite dễ động đụng những clan mạnh thì đã chết một base là chết cái base thứ hai. Còn tôi không nói đến những cái gặp những clan yếu. Clan yếu thì tôi nói thật luôn là có một base trùng nhau đến 10 base trùng nhau mà không đánh được thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà đã World Elite thì thường sẽ gặp những clan cực kỳ bá đạo. Và không sớm thì muộn sẽ bị nát những cái cặp bầy trùng như vậy thôi. Đàn Miner đang tỏ ra vô cùng lợi hại với những cái con healer bơm máu phía sau. Rất nhiều người nói rằng Miner bây giờ đã phế. Nhưng mà tôi chả thấy cái loại lính nào phế cả. Chẳng qua là ít người dùng hoặc là chưa có người biết tận dụng cái thế mạnh của từng loại lính thôi. Chứ còn không có combo nào gọi là phế. Không có cái loại lính nào gọi là phế, anh em thấy đấy. Miner nó từ 5 slot, bây giờ chuyển lên 6 slot. Vẫn được Linh Hoàng Sa thực hiện một trong những combo đánh 3 sao tàn bạo, khốc liệt đến thực cỡ nào. Đây là một trong những minh chứng. Vâng, thưa các bạn, đây là trận đấu cuối cùng của series tổng hợp những trận đấu 3 sao giữa các bạn Sài Gòn 2.0 và Hưng Yên No 1. Cảm ơn tất cả các bạn và tất cả các anh em đã xem cái video series phần 2 này. Nếu như anh em thấy hay thì hãy nhấp vào một like, một share cộng với lại subscribe kênh CBG Channel để có thể là theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các